À, câu hỏi này là khá thú vị. Nếu mà thầy phỏng vấn chính mình, như vậy thì thầy sẽ hỏi chính mình điều gì về cái khóa học này ạ? À, về khóa học này à? Ồ, đây là một cái câu hỏi tuyệt vời. À, tôi sẽ nghĩ về điều này. Mà biết là thành thật mà nói, nếu mà tôi phỏng vấn chính mình á, thì tôi sẽ cố gắng chọn một cái câu hỏi mà tôi thích nhất để hỏi. Rất là nhiều việc tôi làm á, thì không nhìn thấy, không ai biết về nó. À, mọi người tham gia khóa học, họ thích khóa học, à, họ không thích khóa học. Nhưng tôi nghĩ hầu hết không ai đánh giá cao cái lượng thời gian mà đã có ở trong khóa học này. Các bạn biết là một cái khóa học DCI thông thường, đó là kết quả của hàng ngàn giờ làm việc. Và tôi biết rằng mọi người nói là Geshe-la, thầy có nói quá hay không? Nhưng mà không hề. Nó là theo nghĩa đen. Hàng ngàn giờ làm việc. Và tôi không có phàn nàn, tôi tận hưởng công việc. Với tôi thì nếu mà bạn nói là bạn có muốn ăn kem hay không, hay là muốn tạo ra khóa học, thì tôi sẽ nói là tôi muốn tạo khóa học. Ý tôi là nó đầy hương vị với tôi và nó có nhiều niềm vui với tôi khi hơn so với cái việc là xem phim hay là đi bộ. Cái điều yêu thích mà tôi làm trong cả ngày của tôi đó là bơi vào những cái ý tưởng vĩ đại, và tôi thích điều đó. Tôi thích bơi vào đó. Tôi đã làm rất là nhiều giờ mỗi ngày trong tĩnh lặng. Tôi thức dậy rất là sớm và tôi làm việc trong tĩnh lặng, và vợ tôi vẫn còn ngủ, và tôi làm việc và tôi bơi vào những cái ý tưởng vĩ đại. Và tôi phải nói là cái điều vui nhất trong cuộc đời của tôi, khi một ai đó hỏi tôi về khóa học, là họ hỏi tôi là ồ, thầy đã lấy những ý tưởng này ở đâu vậy? Như vậy thì ngày nào thầy đã khám phá ra những ý tưởng này? Cuốn sách nào ạ? Đó là điều đó. Đó là một cái điều mà tôi thực sự muốn nói đến. Đó là nếu tôi có những người bạn mà họ không thể ngủ, rất là tốt đối với họ. Bởi vì tôi có thể nói với họ hàng giờ đồng hồ. Nhưng mà đó là một cái là câu hỏi. Nếu tôi nhận ngày hôm qua thì tôi đã làm việc với cuốn sách mà chúng tôi đã làm việc cùng với nhau. CG và tôi đã làm việc với nhau trong 7 năm. Và có người đã hỏi với tôi về những cái câu hỏi về cái tiến trình. Và nó rất là ngọt ngào để có một cái cơ hội để nói về nó với ai đó. Rất là tuyệt vời.